Linh Chi nói em thay đồ lên trình diện ông chủ. Không biết em có đủ tiêu chuẩn để làm việc ở nhà hàng của ông chủ không? Nè, đừng có gọi anh bằng ông chủ, nghe nó không có thân thiết tí nào hết trơn à. Lại đây. Dạ. Ngồi đi với anh. Em có biết là em đã vượt quá tiêu chuẩn của anh đòi hỏi không? Và em có biết rằng em có vóc dáng của một người mẫu chuyên nghiệp không? Em cảm ơn anh. Anh báo cho em một tin mừng. Đêm nay nhà hàng Sơn Dương sẽ tổ chức một buổi thi sắc đẹp để đoạt danh hiệu là người đẹp Sơn Dương. Mà anh tin chắc rằng em xứng đáng được nhận danh hiệu đó. Nhưng mà nè, nếu mà đạt được danh hiệu này, em sẽ được một chiếc nhẫn kim cương. Và anh muốn rằng em phải được. Em không dám tham gia cuộc thi, em sợ em không đủ tiêu chuẩn của mấy anh. Sao lại nói vậy? Em đẹp lắm. Anh tin chắc rằng người đẹp Sơn Dương chính là em. Anh, em mắc cỡ quá. Chờ anh chút nghe. Người ta nói Sài Gòn không phải là thiên đường của mọi người, nhưng riêng tôi, Sài Gòn chính là thiên đường của tôi. Em suy nghĩ chuyện gì vậy? Em suy nghĩ, em hồi hộp khi nghĩ về cuộc thi. Vậy hả? Chúc mừng em gia nhập đại gia đình Sơn Dương. Anh nghĩ là với trang phục này rất hợp với phong cách của em. Anh nghĩ em không cần phải thay đổi gì nữa. Vậy hả anh? Anh trả ra coi. Dạ. Nhanh đi, chậm như rùa. Anh. Em đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Xong hết rồi hả? Dạ xong rồi. Mấy giờ khách đến? Còn sớm mà. À nè, em hãy chuẩn bị cho Tuyền tham dự cuộc thi tối nay nha. Anh nói cái gì? Nó mới vào làm việc, có biết cái gì đâu mà thi hả anh? Em nghĩ cuộc thi này không cần có nó tham gia đâu. Anh. Anh suy nghĩ lại. Nhưng anh muốn cô Tuyền tham gia cuộc thi đêm nay. Dạ em hiểu rồi. Dạ em cảm ơn. Lên. Em đi đi. Sao không đi mà còn đứng đó? Chị làm em sợ quá. Yên tâm, có anh. Mẹ hả mẹ? Mẹ sắp tới chưa? Dạ con tới rồi. Một chút nữa hả mẹ? Dạ ba cũng sắp tới rồi đó mẹ. Dạ con sẽ nói với ba. Mẹ chạy xe cẩn thận nha. Ê, ba tới rồi kìa mẹ. Ba, con đi nè. Vậy nha mẹ. Ba, ba ơi. Ở đây nè ba.
Ba chào con gái. Ba, mời ba ngồi. Trời ơi, hôm nay á, ba mặc cái áo xanh này nhìn đẹp trai phong độ quá nha. Thì cũng nhờ cái áo của con tặng cho nên ba của con trẻ ra 10 tuổi, thấy không? Chứ thật ra ba già rồi. Đôi mắt của ba đầy chân chim nè, thấy không? Đâu đâu, đâu đâu, để con coi coi. Con chim nào mà hư quá vậy? Để lại dấu chân chim trên mắt của ba vậy. Con đâu có thấy gì đâu. Con thấy ba vẫn đẹp trai phong độ mà. Rồi thôi được rồi. Ủa, mẹ còn chưa đến hả? Ừ, dạ chưa, mẹ nói mẹ sắp tới rồi. Còn 5 phút nữa mẹ tới. Chính xác như vậy sao? Dạ, để con đếm nha. 5 4 3 2 1 Ba, mẹ tới rồi kìa. Mẹ, mẹ ơi, con ở đây nè. Ba, hôm nay ba mẹ mặc chung màu áo đó nha. Mẹ, đây, mẹ ngồi đây nha. Đúng rồi. Đó. Ba, con ngồi với mẹ đi. Nhanh lên ba. Ba, con ngồi với mẹ đi. Đó. Hôm nay á, ba mẹ cùng mặc áo màu xanh. Màu xanh á, là màu của niềm tin và hy vọng. Con hy vọng á, gia đình mình sẽ là một gia đình hạnh phúc. Một ngày nào đó, nếu Cẩm Tú hiểu ra sự thật về hạnh phúc giả tạo của ba mẹ, nó sẽ phản ứng ra sao? Mẹ, hôm nay á, mẹ phải ăn thiệt là nhiều đó. Con thấy á, dạo này mẹ ốm lắm. Mẹ đang có chuyện lo lắng hả? Đâu có đâu. Mẹ đâu có lo lắng chuyện gì đâu. Mẹ đó, không có được giấu con nha. Gia đình mình á, là gia đình hạnh phúc mà. Mọi người trong nhà phải thành thật với nhau đó. Đúng không ba? Lẽ ra mình đã có một gia đình hạnh phúc đích thực đó chứ. Tại sao trước đây mình làm tổn thương anh Dũng? Để giờ này mọi thứ không thể cứu vãn được. Hôm nay thấy con vui quá ha. Ủa mẹ, mẹ có chuyện gì buồn hả? Mẹ đâu có gì buồn đâu. Mẹ hạnh phúc đó chứ. Thôi, cả nhà mình vui vẻ lên đi. Ba, mẹ đang buồn kìa. Bây giờ thì con cho ba mẹ ăn đi nào. Dạ rồi rồi, chút nữa đồ ăn sẽ lên liền. Ba uống nước gì trước đi. Con hỏi mẹ trước đi. Mẹ, mẹ uống gì nha? Mẹ uống nước cam. Dạ, mẹ uống nước cam hả? Ba uống gì? Ba uống nước cam luôn. Anh ơi, cho em thêm 2 ly nước cam nữa nha. Dạ. Thôi trật tự. Sắp tới giờ rồi, chuẩn bị cho cuộc thi tối nay đi. Coi lại mấy cái dáng đi á, uyển chuyển cho đẹp chút xíu, nghe không? Dạ. Cái bà này nữa nè. Dạ. Hai đứa nữa. Dạ. Chị, có dáng em nè. Hớp bộ. Trời ơi. Thôi đi bà. Đây phải là đêm cuối thôi. Xuống đi bà ơi. Nhìn nè. Thấy chưa? Trời ơi, tới tôi được cái cao thôi chứ đâu có đẹp bằng tôi. Bà ơi, bà đi xuống tòa đi. Bà xuống đi. Tập đi. Lo đi điệu không mà. Sao đẹp bằng tôi? Tôi giúp đi nha. Tôi có đẹp được rồi. Làm gì vậy? Sao vô nói trước? Ghê tởm à. Mày tưởng mày là ai chứ? Tính qua mặt tụi này cũng muốn chết hả? Chưa thấy quan tài chưa đứng lại hả? Ở đây đâu có chỗ của mày đâu. Tụi mày đi 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 đi. Đó, đi đi đi. Mày mới coi. Tao muốn mày không tham gia cuộc thi tối nay. Đúng rồi. Trời ơi, về quê mà đòi tham gia. Cưng ơi, mày muốn là chuyện của mày, tao muốn là chuyện của tao. Trời ơi. Ở đây, tao là quản lý. Suy nghĩ lại đi cưng. Tao nói, tụi bay phải nghe. Đứa nào dám cãi lệnh tao, tao tát bể mặt. Nghe chưa mày? Mày nói gì? Mày nói mày là quản lý ở đây hả? Chứ còn gì nữa? Không sợ mày đâu. Giờ mày mới biết hả? Mày coi chừng tao nha chưa? Ở đây á, tao nói đứa nào cũng nghe hết, không dám cãi tao một lời. Chính xác luôn. Mày mới vô làm mà muốn làm trời làm đất rồi.
Đúng rồi, mới vô làm thôi mà. Mày có làm với ai hả? Giờ mày muốn sao? Muốn làm hả mày? Mày nhớ đó, hôm nay mày đánh tao một cái, mai sau mày sẽ đền cho tao 10 cái. Ôi trời ơi, sợ quá. Chết quá, sợ quá. Cho mày đó. Tao thấy cái đầm này nó hợp với mày lắm đó. Đẹp quá ha. Mặc đi con chó. Ừ, mặc đi. Chị Linh Chi. Mặc đi cưng ơi. Đẹp lắm đó. Tối nay á thì mày phải mặc cái đầm này. Mà trong cái tướng mày á, mặc cái đầm này hả, trông giống như một con bò. Cái lỗ chính cổng ra tường này á hả. Về nhà làm con ngoan đi mày. Đúng rồi. Trời ơi, nhìn cái mặt nhà quê nó nè. Trời ơi, bận cái này phù hợp với nó ghê vậy đó. Chị, cái mặt nó tội nghiệp ớn không à. Mau á, cởi trả cái áo đồng trong người ra. Trả cho tao. Trả cho chị hai đi mày. Trả đi. Mặt dày. Còn tụi bay nữa. Dạ. Chuẩn bị lên chạy chương trình đi. Dạ. Chạy chương trình nhanh lên. Lẽ lẽ lên tụi bay. Còn đi, chưa chịu cởi nữa. Thay áo nhanh nha. Muốn chống đối tao hả? Còn lâu. Tôi muốn nói chuyện với anh. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vũ khí của anh là thái độ lạnh nhạt này? Chúng ta không thể nói chuyện với nhau bình thường được hay sao vậy? Uống nước đi. Tôi luôn mong muốn đời sống tình cảm của tôi được bình thường. Hai chữ bình thường, nó sẽ được hiểu theo nghĩa riêng của nó. Cô là phụ nữ thông minh, tôi xin cô đừng bắt bẻ tôi như vậy. Thật sự tôi chưa thấy ai cố chấp giống như anh. Chẳng lẽ anh không thể quên được quá khứ của chúng ta? Không phải là quên hay nhớ, mà thật sự tôi không có cảm xúc. Anh lấy tôi mà anh còn ấm ức lắm chứ gì. Mà nè, nếu như anh đã yêu con Thùy như vậy, tại sao còn nghe lời má anh lấy tôi để làm gì? Cô đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục mẹ của tôi, làm cho mẹ của tôi không chấp nhận Thùy và bắt tôi phải cưới cô. Tôi đã nói với cô trước khi ngày cưới kìa. Mối hận này không bao giờ tôi quên được đâu. Nếu như anh còn kết con nhỏ đó thì anh cứ ly dị với tôi đi. Nè, chẳng qua là má anh ham tài sản của nhà tôi, cô... cho nên muốn anh nhào vô để hưởng sái thôi, chứ chẳng có tốt lành gì đâu. Tôi cấm cô xúc phạm tâm hồn của mẹ tôi. Cô nhớ những gì hôm nay cô nói đó. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu cô. Chúng ta ly dị đi. Tôi thách anh, tôi thách anh bước chân ra khỏi cái nhà của tôi đó. Tôi nói cho anh biết, còn cái giọt máu này của anh đó, tôi sẽ bỏ nó ngay lập tức. Cô... Tôi biết cuộc hôn nhân của chúng ta đã đi vào ngõ cụt. Nếu như không vì Cẩm Tú, tôi cũng chẳng muốn thấy mặt anh. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải sống bên cạnh một khối đá vô tri. Và tự nhiên mình trở thành một diễn viên bất đắc dĩ cho một vở bi hài kịch của gia đình này. Nè, chúng ta đã sinh ra Cẩm Tú, vậy thì hãy vì con cho nó trọn vẹn đi. Thôi được, như vậy thì chúng ta sẽ sống vì con. Ba má tôi đã định cư ở nước ngoài, tôi sẽ dọn về biệt thự của ba má tôi để ở. Anh có cùng tôi và con dọn sang bên đó ở không? Tôi sẽ không qua đó đâu. Tôi sẽ ở lại ngôi nhà của chúng ta. Tùy anh thôi.
Nhưng tôi báo cho anh biết, Cẩm Tú sẽ ở cùng với tôi. Quyết định như vậy đi. Em biết Hiệp không? À, biết. À, vậy hả? À, anh biết Hiệp không anh? À, không. À, cảm ơn. Hồi nãy mém xíu bị nhỏ đụng chết rồi. Ủa, vậy hả? Ông đi đâu đây? Thằng bạn tôi nó hẹn ra chở tôi về, mà không biết nó đứng đâu nữa. Ủa, về nhà trọ hả? Ở. Gần lắm, để tôi chỉ ông về. Ông biết nhà trọ tôi ở đâu hả? Biết, làm nghề của tôi phải quan sát chứ. Có phải sáng sớm ông bước ra từ nhà trọ của Năm đúng không? Ừ, trời đất ơi, ông đừng có nói ông rình tôi nha. Thôi đi ông nội, ai đi rình ông? Tôi ở trọ gần chỗ đó đó. Vậy hả? Nè, tôi chỉ ông nha. Hướng này nè, đi bộ đi, về gần lắm nha. À, đi bộ tốn tiền điện thoại lắm. Thôi vậy thôi, tiện thể tôi về, tôi chở ông về luôn. Không được đâu ông ơi, bạn tôi ra đây không thấy tôi thì sao? Trời ơi, bạn ông đọc phát con nít. Nếu mà ra đây không thấy ông thì có nghĩa ông đi về rồi. Hiểu chưa? Sau từng ngày của con trôi qua một cách đau khổ quá, con không có được một ngày nào sống trong thoải mái. Con phải làm sao đây? Con phải làm sao mới có thể chuộc lại những lỗi lầm của mình được? A Di Đà Phật, xin giúp con sớm tìm gặp lại đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm qua. Trời, con nhận ra cô rồi. Cô nhớ con không? Mâm trái cây á. Nè. Cô nhớ con rồi. Con tên là Tẹo. Không ngờ con với cô có duyên quá ha. Gặp nhau trong chùa không à? Ủa, hôm nay con không dâng trái cây cúng Phật nữa hả? Con cúng rồi. Hôm trước con có mua trái cây để cúng không? Tiền cô á hả? Con cúng chùa luôn rồi. Con đó. Vậy bữa nay con tới đây cầu gì để cúng trái cây? Hôm nay á, con cúng con cầu chuyện riêng cho con á. Chuyện riêng của con là chuyện gì? Tình duyên. Hả? Tình duyên? Dạ, con thích anh Mire lắm á cô. Con muốn qua Hàn Quốc gặp ảnh lắm á. Ủa, rồi con gặp ảnh, rồi con nói gì? Con rủ anh về ở đợi chung với con, để anh có thể ở gần bên con, dạy con nhảy á. Chứ giờ con không biết nhảy gì hết trơn á. Nhưng mà nếu anh không chịu thì cũng thôi, con không có ép. Bởi vì con người mà, phải biết chấp nhận thực tế phủ phàng chứ, phải không cô? Con biết mà, không sao hết đó. Chào các bạn, cuộc thi chính thức được bắt đầu. Rồi, mời. Cảm ơn nha. Rồi, đây, cảm ơn các anh đã đến nha. Rồi, mời. Đây, mời các bạn. Dạ, đem lớp rượu cho anh. Uống đi chơi. Dạ, em mời ạ. Lâu quá vậy ông chủ. Em mời anh. Mới bắt đầu. Có liền bây giờ. Bắt đầu đi các em ơi. Nào, vô. Nhà hàng Sơn Dương xin hân hoan chào đón tất cả quý khách đang có mặt trong buổi tối đêm nay. Đêm hội tụ 10 cô gái xinh đẹp đến từ những vùng đất xa xôi xin phép được bắt đầu khai mạc. Danh hiệu người đẹp Sơn Dương sẽ thuộc về ai? Ai sẽ là người được bình chọn trong buổi tối đêm nay? Trước khi chúng ta chiêm ngưỡng phần trình diện của 10 cô gái xinh đẹp, xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm được mang tên Người tình mùa đông qua giọng hát của nữ ca sĩ Dạ Thảo. Dạ Thảo xin kính chào quý khách.
Cô này Dạ Thảo hả? Cô này Dạ Thảo hả? Dạ em là Dạ Thảo. Hoan hô em. Và Dạ Thảo xin được gửi đến tất cả quý khách một bài hát được mang tên Người Tình Mùa Đông. Đường vào tim em bụi băng xa, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, lỡ mưa mưa sẽ trôi đôi thầm thì vì đông mưa em không đến. Đường vào tim em mây xanh kia, bàn chân anh trên đói đi không thèm, những đêm mưa mưa buồn một mình, có khi cho ta quên biệt tên. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm buồn ta nhớ mấy ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày qua vẫn mong em về qua phố, vẫn chưa tới trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Mày tưởng mày là ai? Mày khôn hồn thì mày bỏ cuộc thi đi. Nếu tao là mày thì tao không đủ can đảm để xuất hiện trước mặt mọi người bằng một cái bộ dạng như là một con điên. Mày chỉ là một con kỳ đà cản đường tao thôi. Tao mà muốn làm không ai cản được tao đâu. Mày muốn nói gì hả? Tao nói mày á, mày sợ tao xóa ngôi của mày để làm kỳ đà cản mũi tao chứ gì? Mày cái gì vậy? Tao nói cho mày biết, tao chỉ nhịn mày một cái tát thôi. Còn bây giờ mày muốn gì? Mày muốn gì? Tao chơi với mày. Mày nhỏ này đó chị ơi. Chị, tại nó đi chị ơi. Con nhỏ này á, cùi không có sợ lỡ rồi. Sắp tới giờ ra sân khấu mà chị đẹp mà. Giận chi mất đẹp, phải không chị Linh Chi? Em nói đúng. Cái thứ này là cùi không sợ lỡ. Dạ đúng rồi đó chị. Nếu chị đánh nó chỉ thêm giơ tay thôi. Đúng rồi chị. Nhà quê mà chị đi. Đi tụi bay. Ốc quên chị. Số. Thôi cái gì vậy mày? Em. Vâng, và bây giờ xin được mời tất cả quý vị cùng chiêm ngưỡng 10 người đẹp của chúng ta. Người đẹp số 1, anh Thư. Quang hô. Đẹp chưa, đẹp chưa? Đẹp kia ta. Đẹp, đẹp, đẹp ha. Đẹp lắm. Nhưng mà ở đây có một con đĩa và đòi đeo chân hạt. À, nhìn mắc cười quá. Và người đẹp số 2, Hồng Mơ. Tôi rồi hả? Ê, tôi. Ở đây không có trình diễn thời trang cho mọi người. Dạ, dạ. Xin được cảm ơn phần trình diễn của người đẹp Hồng Mơ. Đã thiệt. Nhìn con này chán quá, ăn mặc kinh dị quá, nhìn mà tôi phát ói á. Mời người đẹp thứ ba, Bảo Ngọc. Nghĩ sao vậy trời, một cuộc thi lỏng lẫy như vậy á mà ăn mặc á như bà bầu vậy á, thùng thình ra mấy đại gia coi á thì còn gì nữa mặt mũi đâu. Tiếp tục chương trình là người đẹp số 4, Yến Thanh. Bây giờ còn kịp suy nghĩ á, bỏ cuộc á thì còn cơ hội á nha, chứ hồi nữa mất công bị mất mặt nữa đó. Không phải mất mặt mình bà đâu, Thanh Nhã. Mất mặt toàn thể tụi tôi nữa đó. Toàn là đẹp không à, phải đứng bên cạnh của bà, nhìn y như là một con ăn mày, ghê chết đi được. Cho một tràng pháo tay. Và bây giờ là một chương trình của Báo Tiền Giang. Sao lâu ra quá vậy trời? Trời ơi, sao cuộc đời của tôi phải đứng chờ, đứng kế bên một con đĩa? Khó chịu quá à. Người đẹp số 7, Thanh Bình. Có suy nghĩ chưa? Suy nghĩ là mình sẽ bỏ cuộc chưa? Bây giờ còn kịp á. Suy nghĩ đi, bỏ cuộc rồi phải không? Thấy cái mặt này á là muốn bỏ cuộc rồi nè. Người đẹp số 8, Thanh Liễu. Không sao đâu, bỏ cuộc đi, năm sau á rồi mình kế tiếp, có cái gì đâu, phải không? Ủa gì kỳ vậy ta? Đúng rồi. Ủa, xin mời người đẹp số 8, Thanh Liễu.
Tới bà rồi kìa bà. Tôi tới hả? Xin lỗi nha. Dạ, em xin chào. Quá khô. Xin chào tất cả, em là Thanh Liễu. Em có biệt danh á, là người đẹp vui tính. Thì suốt ngày á, em luôn tươi cười. Các anh hãy ủng hộ cho em ạ. Em cảm ơn ạ. Dạ, em rất mong mấy anh á, bầu chọn cho em nha. Cảm ơn mấy anh nhiều. Xin được mời người đẹp số 9, Linh Chi. Người đẹp số 10, người đẹp cuối cùng của đêm nay, Tuyên Tép. Ê kìa, ăn mày ra rồi kìa. Chắc chắn là chị Chi sẽ đoạt giải kỳ này thôi mà. Một lần nữa xin được mời người đẹp số 10, Tuyền Tém. Tuyền Tém á, chắc bỏ cuộc rồi đó. Ai vậy? Chắc là bỏ cuộc rồi, làm cái gì mà nó dám lên chứ. Kính thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật nên một người đẹp đã không đến được với chúng ta. Người đẹp đó tên là Tuyền Tém. Bộ hai đứa ngủ không được hả? Ừ. Ngồi dậy đi. Ngủ không được, chị nói chuyện này cho nghe hay lắm nè. Chuyện gì vậy? Sau một thời gian mày mò trên những trang báo tìm việc, thì cuối cùng chị đã tuyển chọn hai công việc xuất sắc. Tụi em muốn nghe không? Ủa? Em rút lui. Em đã tình cờ tìm được á hả, một công việc rất là thích hợp cho em. Trời ơi, lù khù vậy mà hay ta. Lù công việc gì vậy? Nói cho chị Liên nghe mừng coi. Một công việc á hả, rất là cao thượng, xứng đáng với lại tầm dốc của em. Rồi thôi thôi, biết công việc gì rồi. Cô đi làm ca sĩ phải không? Chị, để em kể cho chị nghe nè. Chị ba á, đi làm nấu ăn cho người quen của nhà dì Sáu á. Vậy mà mày đặt hô to là công việc cao thượng. Ê mày, tao tới nhà người ta, tao nấu ăn, tao đứng trên cao tao nấu cho bộ. Chứ tao đâu có ngồi chùm hổm như dưới quê đâu mà không cao mày. Thôi, ai nói với em vậy vậy? Một công việc cao thượng có nghĩa là mình hy sinh bản thân vì một người nào đó. Mà em biết hả, có nhiều khi sự hy sinh đó là cả mạng sống luôn đó. Ủa, vậy mình làm cao thượng xong cái mình chết queo luôn hả? Trời ơi, mệt em quá. Không phải, chị ví dụ nha, như công việc của em là em nấu ăn cho mọi người một bữa ăn ngon đúng không? Nhưng mà bù lại mọi người cũng phải trả tiền lương cho em xứng đáng, thì công bằng mà nói điều đó là sòng phẳng. Vậy thôi, nghe chưa? Ủa vậy công việc của em là không có được gọi là cao thượng lắm hả chị? Để em chỉ cho chị làm công việc cao thượng nha. Bây giờ chị cam tâm tình nguyện, chị đi nấu ăn cho người ta mà chị không lấy tiền đi. Vậy là chị thành cao thượng liền. Mày khùng hả mày? Mày mệt quá. Bao giờ làm người bình thường chứ. Rồi á, mai mốt có tiền làm người cao thượng. Chán dễ sợ. Em cứ tưởng là em làm một ngày cao thượng, ai ngờ đâu là thấp thượng. Đâu có sao đâu em. Suy nghĩ của em là một suy nghĩ thực tế, nhưng mà nó cũng mang một tấm lòng đáng quý. Chị nghĩ á, xã hội này mà có nhiều người như bé ba chắc là tốt đẹp lắm đó. Em cũng vậy nữa. Sau này á hả, em làm được công việc thiệt là nhiều tiền, em sẽ làm thiệt nhiều việc tốt để giúp mọi người luôn. Thấy mày đi làm giúp cho ba má mày đúng không? Kiếm tiền lo cho ba má mày thoát nghèo, vậy cũng là chuyện tốt rồi đó. Bé ba nói đúng rồi đó. Là người tốt, mỗi người có những cái biểu hiện khác nhau, đâu phải ai cũng giống nhau đâu. Ủa chị, vậy á, chị Tuyền có phải là người sống tốt không chị? Ủa, sáng giờ
giờ bà Tuyền mới đi kiếm việc làm tới giờ sao chưa về nữa. Ừ. Ê nó nghe nè, có khi nào á bà bị bắt cóc không? Thôi ừ? Thôi, tự nhiên nói làm chị cũng thấy lo. Nói thiệt bộ. Chị ba nói nghe thấy ghê quá. Ghê gì? Thiệt bộ. Tao ghét bà mà tao cũng lo cho bà chứ bộ. Chị nghĩ chắc con Tuyền nó không sao đâu. Chị nghe nói là ở thành phố á, người ta thức khuya lắm, chứ không phải như dưới quê của mình 7-8 giờ ngủ hết trơn à. Ê nó nghe nè, hay là tụi mình á thức khuya đi, chờ bà tém về. Thôi, thức khuya đâu có tốt cho sức khỏe. Thôi tụi mình cứ ngủ trước đi, chừng nào nó về, đợi biết chừng nào. À, thôi ngủ đi. Thôi đi ngủ. Có lẽ mọi người đã có quyết định bầu chọn cho người đẹp Sơn Dương, nhưng để công bằng cho 10 người đẹp, em xin được mời từng người đẹp ra để biểu diễn phần năng khiếu của mình. Người đẹp nào được mọi người giơ tay bầu chọn nhiều nhất đêm nay thì người đẹp đó được một phần thưởng là một chiếc nhẫn kim cương. Em xin chào mấy anh ạ. Năng khiếu của em là sẽ làm cho mấy anh thật là vui ạ. Em mong rằng các anh sẽ ủng hộ cho em số 1 nha, số 1 nha. Phần thể hiện năng khiếu của người đẹp số 3. Kính thưa quý vị, tiếp theo là người đẹp số 4. Phần biểu diễn của người đẹp số 5. Năng khiếu của em là xài tiền của mấy anh đó. Còn năng khiếu của em là hôn. Còn năng khiếu của em là tạo dáng trước ống kính. Phần biểu diễn tiếp theo của người đẹp số 8. Ơi, tới mình rồi, tới mình rồi. Liễu liễu gì nè này. Dạ. Năng khiếu của em á là cười được nhiều kiểu. Em cười em ngại nè. Em cười sướng sướng nè. Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều. Và ngay sau đây sẽ là phần biểu diễn rất bốc lửa của người đẹp số 9 Linh Chi với múa bụt bốc lửa. Xin mọi người cùng vỗ tay cổ vũ cho người đẹp số 9. Hoan hô. Vỗ tay đi các bạn, vỗ tay. Và sau đây là phần thi cuối cùng của người đẹp mang số báo danh 10, người đẹp Tuyền Tém. Năng khiếu của em là xé áo. Vừa thấy em nào mà chịu chơi như em này, tối nay sư bình chọn cho em này nè. Vâng, qua hai cuộc thi thì bây giờ danh hiệu người đẹp Sơn Dương sẽ thuộc về ai? Ai vậy các bạn? Xin được cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị dành cho người đẹp số 10 Tuyền Tém. Và như vậy, người đẹp số 10 Tuyền Tém chính là người đoạt danh hiệu người đẹp Sơn Dương. Xin được chúc mừng người đẹp Tuyền Tém và xin được cảm ơn tất cả quý vị. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Tao với các bạn lại vừa một mình nghe. Chị à, cái con nhỏ này á, nó chỉ giỏi cởi đồ trước mặt đàn ông thôi, chứ so về dáng dốc á, chị hơn nó nhiều mà. Bộ mày tưởng cởi đồ trước mặt đàn ông là dễ lắm hả? Vậy tụi bay có làm được giống như nó không? Và bây giờ Toàn là lũ ăn hại. Xin mời ông Toàn đại diện cho ban tổ chức lên sân khấu có đôi lời phát biểu và trao quà cho người đẹp tiền tém. Tuyên bố luôn nha các bạn. À, như vậy là cuộc thi người đẹp Sơn Dương đã có kết quả. Bây giờ xin mời đại gia nào đang giữ một món quà quý báu hãy trình diện lên đây luôn. Đây, cảm ơn các bạn. Mời em. Đây. Đây, chiếc nhẫn kim cương thưởng cho người đẹp Sơn Dương. Em rất xứng đáng. Anh sẽ giới thiệu cho các đại gia. Sau này em giàu có, đừng quên anh nghe. Cái ơn của anh em không bao giờ quên. Nè, ngày này, giờ này, tháng này, những gì em nói anh nhớ, đừng nuốt lời nghe. Anh yên tâm, em chỉ nuốt thứ khác, không nuốt lời đâu. Nè, bây giờ em đi theo Dạ Thảo thay đổi phục trang đi, rồi ra đây các đại gia đang nóng lòng giao lưu với em đó. Dạ. Nào các bạn, hãy cho một tràng pháo tay để mừng người đẹp Sơn Dương. Đi đâu quy lắc quy lơ vậy? Giờ này chưa về nữa. Ai đó? Tôi nè. À, trời, em làm gì vậy? Em đang luyện võ. Võ công. Chứ không phải là em đang sợ ma hả? Đâu có đâu. Đâu có đâu. Chị đâu giống ma đâu sợ. Con Tuyền nè, sao lâu về quá, quy lắc quy lơ vậy mà chưa chịu về nữa, không biết có chuyện gì không? Nói gì chị ơi, bà đó thông minh lanh lợi mồ à. Em nói thiệt chị nha, bà không gạn tà thôi á, chứ không ai dụ nổi bà đâu. Nhưng mà cũng không nên chủ quan như vậy em. Ở đời á, không ai học được chữ ngờ đâu em. Ở thành phố là nơi tạo nhiều cơ hội cho người ta đổi đời đó, nhưng mà đó cũng là nơi rình rập nhiều nguy hiểm nhất. Chết rồi. Chị, cái gì? Có khi nào á bà Tuyền mới bị bắt cóc không, rồi bán qua bên nước ngoài á hả? Trời, không có đâu em ơi, dễ gì. Hay là bà đi lạc đâu nè, rồi mấy thằng chạy xe ôm á hả, dụ dỗ rồi nhốt bà, trói tay trói chân, rồi đánh đập hành hạ. Trời, có khi nào vậy không? Ghê quá. Trời, thôi mệt em quá à. Đã nói người ta đang lo lắng vậy mà em cứ giỡn hoài à. Em giỡn hồi nào? Em đang tưởng tượng hả, những trường hợp ghê nhất có thể xảy ra cho chị Tuyền bộ, rồi để em đi giải cứu cho chị. Giống như chị nói đó hả, trên đời này á đâu có biết được chữ ngờ đâu, đúng không? Chị biết không, tụi xe ôm hả nó ghê lắm á, em nói thiệt á. Úi trời ơi, trời, xe ôm kìa. Xe ôm. Ê, con Tuyền. Ê, Tuyền. Trời, chị Tuyền. Nó sai rồi. Ôi, chị ơi, tao nói bảo hiểm. Em trả tiền xe ôm đi. Trời ơi, nhiêu tiền? Sao uống rượu dạ, sai dữ vậy nè? Chị cho quá vàng thôi. Cảm ơn nha. Ê, trời ơi, em ơi. Trời ơi, bạn gái. Gái đứa gì vậy? Hư dễ sợ. Cũng hẹp tay xỉn cái bà Tuyền. Sai. Trời dạ. Ơi. Tuyền Thủy, nằm xích vô đi em. Nằm xích không vô. Ai được coi thường con Tuyền này hết á. Rồi sai dữ vậy nè. Rồi đây, Tuyền sẽ có nhà lầu, có xe hơi ở cái Sài Gòn này. Bà Tuyền này sai quá đâu luôn à. Vui quá. Bà gái hư dễ sợ luôn. Uống không biết mình là ai luôn mới ghê á. Vui quá đi.
biết cái này là cái gì không? Nhẫn chứ có gì đâu hay ho. Mà ở đâu có chiếc nhẫn này vậy? Chiếc nhẫn này á, là chiếc nhẫn hộp xoàn thứ thiệt đó nha. Trị giá tới mấy chục triệu lận. Xẻ này xạo vậy bà nội? Ba chiếc nhẫn nhôm đó đó chị, ở ngoài chợ dưới quê mình nó bán có 5 ngàn. Cái gì? Bà nhìn lại coi, cái nhẫn này là nhẫn hộp xoàn thứ thiệt á. Bà nhà quê quá bà không biết gì hết. Hộp xoàn thứ thiệt hả? Bà coi cho rõ nè. Nó chói hả? Chá con mắt bà luôn nè. Mấy chói thiệt triệu chị luôn. Hộp xoàn thiệt á hả? Hộp xoàn thứ thiệt á. Coi coi. Ý trời, chói thiệt. Ủa vậy đó là hộp xoàn thiệt á hả? Hộp xoàn thiệt á. Ở đâu mà có vậy? Thiệt hả em? Thiệt có chị, em thấy nó chói dữ lắm á. Tuyền, ở đâu mà có chiếc nhẫn vậy? Tỉnh coi. Của người ta thưởng cho Tuyền á. Ai vậy? Vô ai lý thưởng? Sao tự nhiên người ta thưởng cho Tuyền chiếc nhẫn giá trị như vậy? Chắc là phải có điều kiện gì kèm theo rồi. Không có điều kiện gì hết. Tuyền tham gia một cuộc thi sắc đẹp và Tuyền đoạt giải nhất. Và Tuyền được chiếc nhẫn hộp xoàn này. Tuyền. Nhìn Liên nè. Trả lời cho Liên biết coi. Tuyền, Tuyền đang làm công việc gì hả? Sáng giờ Tuyền đã làm gì rồi? Liên giống má Tuyền quá Suốt ngày tra hỏi Tuyền không à. Tuyền á đang làm phục vụ ở một nhà hàng Sơn Dương, nhưng mà chỉ là phục vụ cho khách ăn uống thôi, chứ không có làm gì bậy bạ đâu. Vậy chị Tuyền à, vậy ngày mai á chị dẫn em đi làm với nha. Em muốn kiếm thiệt là nhiều tiền cho ba má em luôn. Ok em luôn. Chị á sẽ dẫn em đi làm chung với chị. Ê Thủy, tưởng quá giờ chị Liên chỉ tốn biết bao nhiêu công sức kiếm việc làm cho em, giờ đụng cái em muốn đi với bà Tuyền, em làm vậy có quá đáng quá không vậy? Tiền là tiền là vật, tiền là sức bật lọ xo, là thước đó lòng người, là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già. Ủa chị Tuyền, chị làm gì mà chị có nhiều tiền quá vậy? Thì chị kiếm tiền bằng sức lao động của chị á. Chị không đi ăn cướp ăn giật gì của ai đâu. Mai mốt hả em đi làm á, em cũng sẽ có nhiều tiền như chị vậy nè. Sướng lắm luôn á, rồi thay đổi cuộc đời nè. Tới lúc đó hả em sẽ có nhà lầu nè, có xe hơi để đi luôn á. Thích lắm luôn á, rồi thiên hạ sẽ ganh tị cho coi. Chị, em cũng thích vậy lắm á. Em cũng muốn kiếm được thiệt là nhiều tiền luôn. Em sẽ xây nhà lại cho ba mẹ em, tránh được mùa lũ nữa. Với lại hả, ba mẹ em sẽ không bị chửi mỗi khi mà thiếu tiền người ta nữa chị. Thủy, thôi em nằm xuống ngủ đi. Để chị với bé ba lo cho con Tuyền được rồi. Chị nhớ nha chị Tuyền. Thủy ngủ đi. Thank you.